nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 và giúp người dân vùng cao ổn định đời sống. Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc kêu gọi người dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế bền vững. Dự án được thực hiện từ cuối năm 2020 cho đến đầu năm 2021, tiếp cận người dân tộc thiểu số, cán bộ, nhân viên y tế tại 4 huyện, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ và Yên Minh tại tỉnh miền núi Hà Giang thông qua chương trình hỗ trợ người dân địa phương nơi đây đã được nhân viên y tế phổ biến kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh giúp đảm bảo an toàn sức khỏe để có thể lao động sản xuất củng cố vững chắc kinh tế gia đình